Vatican News tiếng Việt chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa ở giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Hồng Ân Hoán Cải của tác giả Đan sĩ linh mục Ansenmo Hồ sĩ chức. Kính thưa quý thính giả, hẳn chúng ta đã có kinh nghiệm sâu sắc về nỗi khổ đau. Do tội lỗi mình vấp phạm bởi sự bất trung hay đổ vỡ trong các mối tương quan đối với Chúa và tha nhân. Nhưng kinh nghiệm đó chắc không làm ta phải tuyệt vọng hay thoái lui, trái lại càng cho ta biết nhìn nhận xác thực hơn về bản chất mỏng giòn lầm lỗi nơi phận người của mỗi chúng ta và tràn đầy hy vọng vì chúng ta có Chúa Giêsu Kitô là đấng vô tội và giàu lòng thương xót đã hy sinh chết trên thập giá để đem lại ơn cứu rỗi và tha tội hơn bao giờ hết con người ngày nay đang bị chi phối bởi một thế giới tục hóa của nền văn minh hưởng thụ một xã hội có quá nhiều trào lưu văn hóa duy vật quá phức tạp bởi những đam mê thấp hèn đã làm nhiều người đánh mất cảm thức về tội lương tri con người xem ra mất sức đề kháng trước sự giữ bởi những đam mê bất chính và thế giới tục hóa ấy cũng đang len lỏi vào đời sống của người tín hữu chính trào lưu tục hóa đó đã không ít chi phối đời sống đức tin của người tín hữu nhất là mối nguy hại làm chúng ta mất dần khả năng phản tỉnh về chính mình và đức tin của mình có khi đánh mất cảm thức tôn giáo tầm quan trọng của thiên chúa đối với cuộc sống con người những nhu cầu tâm linh và ý thức về tội lỗi nơi bản thân mình đó là một thực trạng đáng lo âu của thời đại hôm nay nhưng chúng ta lại cảm thấy thật ngại khi nói về những mối nguy hại của trào lưu tục hóa đó mang lại và nhất là ngại nói về sự hoán cải ăn năn hơn bao giờ hết. Thế nhưng, hoán cải vẫn là một trong những điểm then chốt của đời sống Kitô tô giáo. Nó bằng bạc trong giáo huấn của Kinh Thánh. Lời đầu tiên mà Đức Giê-xu nói với người Do Thái trước khi rao giảng tin mừng. Hãy sám hối và tin vào tin mừng trước cả bài giảng lên núi của Ngài. Lời kêu gọi sám hối còn tiếp tục vang lên trong suốt cuộc đời của Ngài cho tới lúc sắp về trời. Là kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách. Trong chương 3, nói về bản chất, tầm quan trọng và đối tượng hoán cải, tác giả nêu những điểm sau. Khi nói về ăn năn, về các lỗi phạm, tác giả viết, tội lỗi là sự đi ngược lại với ơn gọi thật của con người, khức từ anh em mình, là sự vong thân không hiệp thông với Thiên Chúa, đe dọa tới sự cứu độ của mỗi người, vì mọi tội lỗi đều có liên hệ với Thiên Chúa và người phạm tội là người nói không với thiên chúa. Không phải chỉ là những hành động đối nghịch với tôn giáo mà cả những xúc phạm tới anh em cũng là xúc phạm tới thiên chúa. Vì thế, tội lỗi sẽ càng để tội nhân sống trong hoàn cảnh bất hạnh và khốn khổ, ít là về lâu về dài. Tội tác động lên con người làm cho người ấy rơi vào tình trạng khốn khổ và cô độc. Và ở một đoạn khác khi nói về việc ăn năn tội, tác giả viết: Trong việc ăn năn tội có hàm chứa ba thái độ khác nhau của tội nhân: lòng buồn phiền, gớm ghét tội và từ dã quãng đời xấu xa trong quá khứ. Về lòng buồn rầu và phiền muộn, là do nhận ra được các hậu quả đáng tiếc và tai hại do kinh nghiệm nỗi bất hạnh và thiếu thốn do tội gây ra, rơi vào tình trạng tội lỗi, đánh mất ơn cứu độ và sự thánh thiện, xa lạ với Thiên Chúa và với cộng đồng dân Chúa. Đó là những động cơ khiến cho lòng buồn phiền chân thành và trọn vẹn. Từ chỗ buồn phiền về tội đã phạm, về những hậu quả chua chát của nó, tội nhân đơm ra gớm ghét tội. Người ấy sẽ gạt bỏ và lên án tội như một nguồn sinh ra toàn bộ cuộc đời tội lỗi của mình. Tiếp đến là dã từ quá khứ tội lỗi, là tránh mọi cám dỗ và quyến rũ phỉnh phờ của ma quỷ để quay về đường chân lý, vì luôn ý thức rằng quá khứ đen tối đã có lúc làm cho mình xa lìa tình thương thiên chúa, xa các anh em và xa lạ với chính mình như vậy có thể nói rằng ý thức về tội là biểu hiện của một lương tâm lành mạnh nhìn nhận sai lỗi của mình nhưng không lấy mình làm chính mà trái lại đặt mình trong tương quan với thiên chúa nhìn thiên chúa hơn là nhìn chính mình nhìn thiên chúa để nhận ra lòng yêu thương bao la của người và đau xót vì lầm lỗi của mình đã làm cho tình yêu đó thất bại và khi nói về khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi tác giả viết khiêm tốn là điều kiện phải có để biết mình tội lỗi thật sự để hoán cải thật sự. Chỉ những người khiêm tốn mới can đảm nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình. Không bảo chữa, không đòi hỏi, không tự mãn huynh hoang. Đồng thời còn nhìn nhận mình không có đủ khả năng để tự thoát khỏi tình trạng tội lỗi ấy và cần tuyệt đối đến quyền năng cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức giê -xu. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thầu. Tác giả cũng nói rằng, tự ái sẽ khiến ta quên đi sự việc tội lỗi xấu xa của mình để trấn an hay thậm chí bảo chữa. Ngược lại, khiêm tốn chính là chìa khóa để nhìn nhận tội lỗi, như lời thánh Âu Tinh đã tuyên bố rất mạnh mẽ rằng: bước thứ nhất để được giải thoát khỏi tội là khiêm tốn, bước thứ hai cũng là khiêm tốn và bước thứ ba cũng là khiêm tốn. Và khi đề cập đến mở lòng đón nhận ân sủng, tác giả viết: không thể có sự hoán cải nếu không có sự cộng tác tự nguyện của con người, nhưng sự hoán cải đồng thời là một ơn do Chúa ban tiếng gọi của ân sủng không bao giờ có tính cưỡng bức không làm mất sự tự do của con người tội nhân có thể làm ngơ không biết tới ân huệ của chúa và để mặc không thèm đáp lại lời mời gọi của chúa nhưng để được cứu độ thì về phía con người không thể không có sự cộng tác với ơn chúa nơi người hoán cải họ chấp nhận một bậc thang giá trị mới để phán đoán về chính mình và về thế giới bên ngoài sự trở về như vậy không hẳn là kết quả của những điều dốc lòng mà cũng không hẳn là kết quả của những nỗ lực kéo dài mà rõ ràng là do ơn Chúa, ơn cứu độ của Chúa tràn vào con người, tác động trên họ, xâm nhập vào các tài năng của họ như lời phúc âm, không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Giờ đây chúng ta cùng đi qua phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm gồm 5 chương. Chương 1 đề cập đến khái quát về hoán cải. Chương 2, tiếng gọi hoán cải trong Kinh Thánh qua cứu ước, các ngôn sứ rao giảng, qua Tân Ước ông Doan tẩy giả, Đức Giêsu rao giảng, hoán cải trong truyền thống hội thánh. Chương 3, bản chất tầm quan trọng và đối tượng hoán cải. Chương 4, những phương thức thực hành hoán cải, làm việc đền tội, tinh thần sám hối, một đời sống mới, nhiệt tâm trong việc tông đồ, truyền giáo. Và chương 5, đàn sĩ sống hồng ân hoán cải theo tinh thần thánh biển Đức. Thưa quý thính giả, tác phẩm Hồng Ân Hoán Cải, dày 99 trang trên khổ giấy 14-20cm, đề cập đến hoán cải là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống người tín hữu. Vì trong con người ta, dễ có khuynh hướng lạc xa Chúa và ơn gọi đích thực của mình. Nhưng đồng thời, mỗi khi lạc xa Chúa và đánh mất ơn gọi của đời mình, ta lại nghe được ân sủng Chúa tác động từ trong tâm hồn, gọi là Hồng Ân Hoán Cải. Hãy giá từ con đường xấu xa của mình và quay trở về với kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Hồng Ân Hoán Cải có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.